Trên tay mình đây là chiếc Tecno Phantom V-Fold, một chiếc điện thoại gập mà chắc có lẽ là không quá nhiều anh em biết tới. Điểm đặc biệt của chiếc điện thoại này là nó chỉ có mức giá từ 22,9 triệu đồng, tức là rẻ nhất trong tất cả những chiếc điện thoại gập ngang được cho ra mắt vào năm 2023. Vậy thì chiếc máy này có những điểm gì đặc biệt? Liệu nó có thực sự ngon hay không? Thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhá. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Điều đầu tiên, mình sẽ muốn anh em chú ý về màn hình của chiếc máy này. Với kích thước lần lượt là 6,42 inch ở phía ngoài, cùng với đó là một màn hình 7,85 inch ở phía bên trong, thì đây đều là những kích thước khá là cơ bản của những chiếc điện thoại gập dạng fold ở thời điểm hiện tại. Khi mà anh em xem YouTube hay là phim ảnh ở trên cả hai màn hình này ấy, thì sẽ đều cảm thấy được một cái độ hiển thị rất là rực rỡ, cùng với đó là một màu đen khá là sâu, bởi vì cả hai phần màn hình này thì đều sẽ dùng chung một cái công nghệ tấm nền là LTPO AMOLED với khả năng hiển thị lên tới tận 1 tỷ màu. Bên cạnh đó thì anh em vẫn sẽ có tần số quét là 120 Hz rất mượt mà, cùng với đó là độ sáng lên tới 1100 nit. Thế nên nếu như mà anh em có đem chiếc máy này ra ngoài trời sử dụng thì cũng không bao giờ phải lo về vấn đề là bị lóa hay là bị chói sáng từ mặt trời. Có hai cái điểm đặc biệt mà mình nhận ra được ở trên phần màn hình của chiếc Phantom V-Fold này, đó là anh em nhìn kỹ vào đây này. Cái phần màn hình bên ngoài của nó không thực sự là phẳng mà chúng ta sẽ có một cái phần vát cong nhẹ nhẹ xuống dưới viền máy. Điều này thì sẽ giúp chiếc máy này cảm giác là mỏng hơn. Thế nên khi mà anh em cầm nắm vào chiếc máy này ấy, thì em cũng sẽ cảm thấy được một cái độ gọi là thoải mái hơn và chắc chắn hơn. Ngoài ra, nếu như mà anh em so sánh phần màn hình này với cả những chiếc điện thoại dạng gập ngang khác thì anh em cũng có thể thấy được là cái tỷ lệ chiều ngang này được thiết kế béo hơn một chút. Cá nhân mình thì mình khá thích cái thiết kế dạng này hơn là những màn hình dạng 21:9 hoặc là 23:9, bởi vì nó cứ dài quá thể ấy. Thế nhưng đối với phần màn hình của chiếc Phantom V-Fold này thì vẫn có một điểm trừ nhỏ nhỏ, đó chính là cả hai phần màn hình trước và sau của chiếc máy này thì đều có cùng một độ phân giải, đó chỉ là Full HD Plus thôi. Thế nên nếu như mà anh em nào đang mong muốn 2K, 4K thì sẽ hơi phải thất vọng một chút đấy. Tất nhiên là với một cái màn hình rộng hơn thì nhiều anh em sẽ đặt câu hỏi là liệu cầm chiếc máy này có khó khăn hay không? Thì câu trả lời đối với bản thân mình là không nhá. Không chỉ với phần màn hình đằng trước mà kể cả phần mặt lưng của máy thì anh em cũng sẽ có thêm cả những cái góc được vát, được bo cong để phù hợp với cả cái kiểu cầm máy của anh em, dù anh em có là một người tay to hay là tay nhỏ. Và nếu như anh em muốn có một con máy nhìn từ xa trông có vẻ sang trọng và khi mà cầm nắm trên tay ấy thì mang lại cảm giác khá là thích thú ấy, thì Phantom V-Fold là một sự lựa chọn hợp lý. Tại sao mình lại nói như vậy? Anh em có thể thấy là cái phần mặt lưng này, mặc dù nó chỉ được làm từ nhựa thôi, thế nhưng cái cách hoàn thiện của nó đó là anh em sẽ được làm giả da và nhám. Thế nên thứ nhất ấy là chúng ta sẽ đỡ được cái việc là bám dấu mồ hôi cũng như là dấu vân tay ở trên chiếc máy này sau một khoảng thời gian sử dụng dài. Và thứ hai đó là khi mà anh em cầm nó trên tay ấy thì cũng không sợ bị rơi quá nhiều. Còn về phần bản lề trên chiếc máy này ấy thì nó lại vừa là một điểm cộng nhưng cũng vừa là một điểm trừ. Đây, điểm cộng như anh em có thể thấy ở đây, đó chính là phần bản lề này thực ra gập rất là khít. Gần như là mình không thể thấy có bất kỳ một khoảng hở hay là một kẽ hở nào ở giữa hai phần màn hình khi mà được gập lại. Cái phần nếp gấp của màn hình này gần như là không thể thấy được nếu như mà anh em nhìn từ xa. Và nếu như mà anh em sử dụng tay ấy thì cũng chỉ cảm giác được một cái độ gờ nhẹ nhẹ thôi. Đó là một cái điểm mà mình khá bất ngờ về nếp gấp của chiếc máy này khi mà nó vừa có khả năng gập khít nhưng cái vết hằn của nó lại không quá rõ. Thế nhưng cái điểm mà anh em phải đánh đổi lại là gì? Đó chính là phần bản lề này lại không quá chắc chắn. Vậy tại sao mình lại nói như vậy? Thì với cả những cái chiếc điện thoại gập ngang dạng fold, anh em hoàn toàn có thể mở nó ra ở nhiều góc độ khác nhau, như là chiếc Galaxy Z Fold 4 mà mình đang có trên tay đây. Thế nhưng với chiếc Phantom V Fold thì anh em sẽ chỉ có đúng hai kiểu mở gập thôi. Thứ nhất là đóng hoàn toàn và thứ hai là mở nó ra hoàn toàn. Trong cái phần bản lề này thì gần như là nó cũng cho anh em một cái cơ cấu dạng trợ lực. Khi mà anh em chỉ cần mở một góc nhẹ nhẹ thôi là cái phần màn hình nó đã gần như là mở toàn bộ ra cho anh em rồi. Thế nhưng mà bù lại thì khả năng mở ra bằng một tay của chiếc máy này ấy, mình đánh giá khá là ok đấy. Phần mặt sau này thì cũng có một cái điểm mà mình cảm thấy khá là thô, đó chính là phần cụm camera này. Như trên những chiếc điện thoại khác ấy, khi mà tất cả những cái camera được xếp bằng nhau, thế nhưng mà ở trên chiếc Phantom V-Fold này thì anh em có thể thấy đó là độ lồi của chúng không giống nhau. Thế nên mình nghĩ là một cái cách sắp xếp khác hoặc là một cái cách thiết kế khác sẽ phù hợp hơn với chiếc điện thoại này. Vậy với mức giá chỉ từ 23 triệu, anh em sẽ được trang bị những gì ở trong chiếc Phantom V-Fold này nhỉ? Đầu tiên sẽ là con chip. Anh em sẽ có con chip Dimensity 9000 Plus cùng với đó là 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Và đặc biệt 12GB RAM của anh em có thể hoàn toàn mở rộng lên tới 9GB RAM nữa, tức là tổng cộng 21GB RAM được sử dụng ngay từ bộ nhớ trong. Với Dimensity 9000 Plus, anh em sẽ có một cái hiệu năng gần như là ngang ngửa với tất cả những chiếc điện thoại gập đã được cho ra mắt ở trong năm 2023.
Vì thường chúng thì sử dụng những con chip như là Snap 8 Plus Gen 1 này, hoặc là sẽ chỉ thua kém một chút so với cả Snapdragon 8 Gen 2 Made for Galaxy trên những chiếc Samsung Galaxy Z Fold hoặc là Z Flip. Thế nên khi mà anh em sử dụng những cái tác vụ cơ bản như là lướt web này, xem YouTube, nhắn tin chat chip với bạn bè ấy, thì gần như là anh em sẽ không bao giờ cảm thấy có bị cái độ giật lag hoặc là gặp những cái trường hợp như là văng app ra ngoài khi đang sử dụng. Và cũng giống như là các thiết bị màn hình lớn khác thì chiếc Phantom V Fold này cũng sẽ cho anh em sử dụng đa dụng các cửa sổ, từ 2 đến 3 cửa sổ một lúc. Các ứng dụng trên hệ điều hành iOS 13 của Tecno thì gần như là đều được tối ưu cho cả việc sử dụng màn hình trong lẫn màn hình ngoài. Anh em hoàn toàn có thể vừa lướt Facebook ở màn hình trong này, sau đó gập lại và sử dụng màn hình ngoài thì vẫn cứ là trơn tru và ok. Bên cạnh đó thì anh em cũng có một viên pin với dung lượng lên đến 5000 mAh. Điều này thì sẽ giúp chiếc máy này đồng hành với cả anh em trong được cả một ngày dài. Và nếu như mà không lo về vụ sạc cái gì, đừng lo, anh em sẽ chỉ cần cắm sạc từ khoảng 15 đến 20 phút ấy, là máy sẽ đầy được lên tới 40% pin. Anh em có thể tiếp tục sử dụng một cách bình thường rồi. Mình cũng đã chấm điểm AnTuTu Benchmark ở trên chiếc máy này, và con số đem lại cho mình đó là 882.000 điểm. Đây, nếu như so với cả những chiếc gaming smartphone sử dụng con chip Dimensity 9000 Plus thì có hơi hẻo hơn một chút. Thế nhưng mình nghĩ vấn đề chính của chiếc máy này đó là về phần tản nhiệt. Với những chiếc máy dạng lớn như này có cả màn hình trước và sau ấy, thì các nhà sản xuất sẽ thường ép cái hiệu năng của nó xuống một chút để không ảnh hưởng quá nhiều đến việc nóng máy hoặc là giật lag khi mà anh em sử dụng. Và vừa rồi là cấu hình của chiếc Phantom V Fold. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với cụm camera nhé. Ở phần phía sau này thì anh em sẽ có cụm 3 camera với camera chính và camera tele lên tới 50MP. Cùng với đó là một ống ultra wide nho nhỏ 13 chấm. Mình cũng đã có thử chụp một vài bức ảnh ở trên chiếc Phantom V Fold này rồi. Và cái chất lượng chụp ảnh ấy thì mình chỉ đánh giá cao cái độ sắc nét cũng như là độ chi tiết thôi. Còn lại về phần màu sắc ấy thì những bức ảnh chụp ra từ chiếc máy này có phần hơi bị nhạt nhòa, cũng như là cái độ rực rỡ của nó gần như là không có so với cả những chiếc điện thoại khác trên thị trường. Ngoài ra thì Tecno cũng cung cấp cho anh em một số những cái tính năng chụp nó hay ho một chút, như là chế độ Super Night này, có thể chụp phơi sáng lên tới tận là 3 giây. Ngoài ra thì anh em cũng sẽ có chế độ là zoom quang 2x để khi mà anh em chụp cận sản phẩm hơn thì sẽ không bị mất chi tiết cũng như là bị mờ nét. Còn về khả năng quay video thì anh em cũng có thể thấy ở đây đó là mình hoàn toàn có khả năng quay video lên tới chất lượng là 4K 60 frame. Còn về camera selfie thì cũng giống như những chiếc điện thoại gập ngang khác thôi, chiếc máy này cũng có tới 2 camera selfie. Một ống ở bên trong màn hình lớn là 16 chấm và bên ngoài thì anh em sẽ có camera lên tới là 32MP. Thì với những cái tấm ảnh chụp selfie thì tất nhiên rồi, những chiếc điện thoại từ Trung Quốc hoặc là Hàn Quốc thì sẽ luôn luôn đem đến cho chúng ta những cái bức ảnh được cà da láng mịn. Mình nghĩ là không chỉ các anh em mà các chị em cũng sẽ rất thích đấy. Vậy thôi, với mức giá chỉ từ khoảng 23 triệu đồng, anh em đã có một chiếc máy gập ngang full size với thiết kế, cấu hình và độ hoàn thiện gần tương đương với cả những chiếc điện thoại gập với mức giá từ 30 đến 40 triệu đồng. Vậy thì nếu như mà anh em có số tiền này trong tay ấy, liệu anh em có bỏ ra để mua một chiếc Phantom V Fold này không? Thì anh em đừng quên để lại một comment ở phía bên dưới nhé. Em cũng đừng quên là like, share và subscribe cho anh em TV, cũng như là follow chúng mình ở trên những nền tảng khác để không bỏ qua những video cực kỳ thú vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.